giá đều hết, 120 triệu một cây. Dạ. Cái đó là cái giá mà còn thương lượng đó ha. Dạ. Phải nói là hoa đào mình tưởng đâu là ra miền Bắc mới được ngắm, bây giờ trong miền Nam cũng được ngắm hoa đào nữa. Quá đẹp luôn nè. Tuyệt vời luôn á. Nè. Rất là đẹp luôn. Nụ luôn cô chú anh chị ơi, và nó khổng lồ. Cái tàn của nó ở bề ngoài là khoảng 20 mét á, và hoành nó khoảng 90 mấy. Còn bông thì thôi để em đi lại gần em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó. Một chùm bông của nó là nó khoảng mấy chục bông á cô chú anh chị, một chùm đó. Được cái cây nó mới được vậy á. Rồi chị á, là chị đi mua cái gốc của nhà vườn người ta bán ha. Dạ. Là 70.000 một gốc. 70.000 gốc rồi về chị làm á, là có cây đạt cây không. Dạ. Chứ không phải mà cây nào nó cũng lên đều như vậy. Là tiền nhân công ở dưới ha, là chị mướn ngày 350 á. Dạ. Cơm nước là chị bao hết luôn. Chứ đâu phải tự nhiên mà mình có đâu. Dạ. Chị đi làm bán này chua hết ha, là nhà chị mua hết 70 triệu tiền gốc nữa rồi đó. Dạ. Tiền gốc không là tính là 70 triệu, còn tiền mướn lại là lại kim chưa tính. Đậu 1 mét là có giá là 8 triệu nha cô chú anh chị. Đó, cặp trước màn hình cô chú anh chị là 8 triệu. Ở phía trước này đó, là nhỏ nhỏ đi trong dài dài thì 3 triệu, 2 triệu. Ồ, quá êm luôn. 6 Bến Tre bán mai vàng giá hữu nghị. Nghe để cái bản là thấy tình cảm liền. Quá tình cảm luôn. Hoàng Nam Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Hoàng Nam Vlog đang có mặt ở tại chợ Hoa Xuân của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ở video này thì Hoàng Nam Vlog tiếp tục cập nhật tình hình chợ Hoa Xuân của thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Tết Giáp Thìn năm 2024 để gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Nam thấy là hoa kiển lên ở đây rất là nhiều, nên Nam tiếp tục ghi hình chia sẻ tới cô chú anh chị. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em ở video ngày hôm nay nha. Cả nhà nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh cho em một like cũng như chia sẻ video để làm động lực cho em nha cả nhà. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi dạo chợ Hoa Xuân. Phải nói là năm nay bà con mình là rất là sáng kiến luôn. Năm nào thì có linh vật của năm đó, và đặc biệt năm nay thì có những cái chậu quýt đó cô chú anh chị, mà bà con làm thành hình rồng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay màn hình lại để ghi hình chia sẻ của chú nha. Phải nói là bà con mình cực kỳ sáng tạo luôn. Năm nào là có linh vật của năm đó, và đặc biệt năm nay là năm Giáp Thìn năm 2024, thì bà con tiếp tục sáng tạo những cái chậu quýt được mang một cái hình hài rất là đẹp và rất là đặc biệt, đó là hình của con rồng. Ở đây em thấy có một cái cặp rồng cũng khá lớn, được làm bằng hạnh cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đó. Bà con mình trang trí lên nó râu rồng nè, rồi răng rồng, mắt mũi miệng vây rồi đầy đủ, rất là đẹp luôn nè, tuyệt vời luôn. Những cái chậu hạnh của Tết Giáp Thìn cũng bắt đầu lên ở chợ Hoa Xuân Rạch Giá rồi. Đó, những cái hạnh thì phải nói là tuyệt đẹp bóng lưỡng luôn, trái nào trái nấy mình nhìn mình thấy ham luôn. Đó, quá đã luôn phải không. Nhìn là thấy không khí của mùa xuân liền. Khu vực mà Hoàng Nam Vlog đang đứng ghi hình là khu vực đường chỗ vòng quanh cái quảng trường của khu lấn biển, khu đô thị Phú Cường. Phải nói đây là một cái khu đô thị vô cùng sầm uất luôn. Đó, năm nào cũng vậy thì chợ Hoa Xuân được chia làm hai điểm, một là cái
Công viên Phú Cường, hai là ở trong khu đô thị Phú Cường. Ít bữa nữa thì có lẽ Hoàng Nam Vlog sẽ đi vào trong khu đô thị để quay. Đó, ngày hôm nay thì mình quay ở ngoài công viên. Khu vực bên đây thì mấy chú đang xuống mai hết sức là nhộn nhịp luôn nè. Đó. Quá chừng những cây mai. Quá chừng nụ luôn. Này là cũng bông chùm, này mà chỗ bông là đẹp lắm đẹp. Đó. Một xe tải nữa chuẩn bị xuống nè. Rồi. Chậu nặng nặng. Nè lên xe, lên xe xuống nè. Lên xe xuống nè. Vậy. Lên xe là xuống đi. Lấy để đây. Đây đã. Tự nhiên đang lấy con tốt. Gốc này gốc thú của chú anh chị. Đó, đẹp lắm luôn. Nhìn quá sơm luôn. Được lên thành luôn đó mấy anh ơi. Đi luôn. Khu mai này, cái lô mai này Nam thấy cũng nhiều cây lắm á. Chạy mẹ nó đi rồi. Quá xíu nụ à. Rồi Nam sẽ tiếp tục di chuyển nha, để ghi hình dài dài xem bữa nay thì ở chợ Hoa Xuân Kiên Giang xuống những cái gì nha. Ở đây Nam thấy có một lô hoa vừa mới lên và những cái cây hạnh, những cái chậu ớt nè. Ớt ở đây chín hết nè, nhìn đẹp quá chừng đẹp luôn. Cái màu của cái trái ớt nó tươi lắm cô chú anh chị, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là những cái cây hạnh nè. Đó. Còn phía ngoài này thì những cái cúc mâm xôi truyền thống, nguyên một khu vực này luôn. Đó, rất là đẹp nha. Hoa thọ nữa nè. Tuyệt vời luôn. À. Mình thấy hoa vạn thọ, nhìn cái màu nó rất là đẹp cô chú anh chị. Và đặc biệt là cái hoa vạn thọ, khi mà mình tới gần đó, là cái mùi thơm nó rất là đặc trưng của hoa vạn thọ, không lầm lẫn vào đâu được. Và mỗi khi mà mình hửi thấy mùi hoa vạn thọ là mình thấy Tết tới rồi đó. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Mình thích cái màu này quá. Cái màu này nó vàng tươi. Quá đẹp luôn. Cúc mâm xôi vàng cả một khung trời luôn. Tuyệt vời luôn.
quá đẹp luôn nè. Mấy cái này búp búp trơn. Lá này là chỗ ngay Tết luôn. Dài vô trong kia luôn kìa. Nó phải nói là cái lô này lên rất là nhiều bông luôn. Quá đẹp luôn nè. Nè, mấy cái này là búp 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 hết trơn luôn á. Rất là đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn. Mấy cái này là bà con mở bung ra cho nó bự đó. Chứ còn mấy cái mà chưa có mở thì người ta sẽ buộc lại cho nó túm túm nè. Rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn ha. Những cây hoa đó cũng là đẹp vô cùng luôn. Đó, như mấy cái chậu như thế này nè là bà con người ta buộc lại cho nó gọn á để dễ di chuyển nha. Đó, còn khi mà mình mở ra thì nó sẽ bung như thế này. Đó, đẹp lắm. Tết thì Nam thấy bà con cô bác đa phần là sẽ trưng những cái hoa cúc mâm xôi truyền thống này ở trước cửa nhà rất là nhiều luôn, nhất là mấy nhà phố cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Vàng cái khung ảnh mình luôn á. Quá tuyệt, đẹp. Dài dài ở chợ hoa xuân của Rạch Giá, Kiên Giang thì năm nay Nam thấy là có bộ sơm á. Tại vì cũng có nhiều bà con á là mình hỏi thì người ta hô năm nay lên sớm á, lên sớm hơn năm rồi. Rồi bây giờ thì Hoàng Nam Vlog sẽ tiếp tục di chuyển để ghi hình những lô hoa kiển khác nữa nha. Ở đây thì Hoàng Nam Vlog thấy một lô bông giấy cũng vừa mới cập bến chợ Hoa Xuân của Rạch Giá, Kiên Giang. Và những cái cây bông giấy ở đây thì Nam thấy có rất là nhiều màu. Phần nhiều là bông giấy ngũ sắc đó cô chú anh chị. Phải nói là cái màu rất là tươi, rất là đẹp luôn. Đó, tuyệt vời luôn nè. Quá đẹp luôn. Cái này là hoa giấy tím cẩm thạch. Hoa thì nó màu tím nhưng mà cái lá thì lá cẩm thạch nha. Rất là đẹp luôn. Bước vô đây mình như bước vô ở khu xứ sở thần tiên nha. Quá đẹp luôn. Cái này là tím, màu tím cẩm thạch. Bông giấy này thì mình trưng được hầu như là mình trồng quanh năm suốt tháng luôn. Đó, qua Tết thì mình trồng tiếp, năm sau có bông chơi nữa. Không có chỉ chơi được cái Tết rồi qua Tết bỏ là không có, bông giấy là mình trồng luôn cho chú anh chị. Rất là đẹp nha. Có khách anh trai ơi. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi cái màu này nó đẹp, đẹp vô cùng luôn. Tuyệt vời luôn. Ông anh thấy cây quá đẹp chốt rồi đó luôn rồi ha. Cây đó quá chừng đẹp mà. Cây đó chốt rồi nữa cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Cây này cái màu ngọt, quá ngọt luôn ha. Anh chạy
chừng luôn, đẹp á. Lọt vô khu này mình thấy ghiền luôn cô chú anh chị ơi. Quá thế bông nó đẹp này. Năm nay thì mình thấy phần nhiều là bà con ưa chuộng loại hoa giấy ngũ sắc á. Tại vì nó đẹp, quá đẹp rồi. Chỗ gần cái là mình nhìn mình ghiền luôn á. Đủ màu luôn. Quá đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Bước vô khu này cái nga mình thấy đứng đây mình muốn đứng hoài luôn, không muốn đi luôn á, nó đẹp á. Bên kia cũng một lô mai nữa vừa mới lên bên đó kìa. Thôi mình sẽ tiếp tục di chuyển nha cô chú anh chị. Chỗ mình quay chút để chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết cái tình hình hoa xuân ở Kiên Giang. Đến thôi mà mình quay cố gắng kéo dài quá, mình quay không có giáp hết được. Cho nên một chỗ thì Nam chia sẻ một chút xíu ha. Cô chú anh chị mình nhớ ủng hộ em nha. Nè, nguyên cái khu này mình dòm lại lần nữa nha. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển nè. Đây là cái khu vực cái lô bưởi diễn nè. Nam ở video trước có chia sẻ đó, bữa nay Nam quay lại Nam thấy ở đây bữa nay trống lỏng à, nhìn trai bán một số cây nè, và đặc biệt là những cái trái bưởi diễn này mình nhìn thấy mê lắm luôn á, chùm nè đó, tuyệt vời luôn, trái là thấy ham luôn. Cũng có nhiều cô chú anh chị bình luận vô clip của Hoàng Nam Vlog nói đây là ghép. Thì theo như em thấy thì dĩ nhiên là cô chú anh chị, chứ làm sao mà một cây mà bao nhiêu trái được, phải ghép vô. Nhưng mà chủ yếu có một số khách đó là người ta thích nó đẹp thôi, người ta không có để ý là ghép hay là từ trong cây đi ra đó. Ta thấy đẹp thì người ta mua. Bữa nay trở lại đây mình thấy trống lỏng rồi, anh trai bán đi một số rồi nè. Có thể thấy là cái mặt hàng bữa diễn này cũng rất là hút nha. Trái kìa, thấy ham luôn. Quá thế trái. Cây này thì 12 triệu nó. Cây ngoài trước này nè, 12 triệu đồng. Giờ này thì hai anh chị ngủ trưa rồi. Chắc thức đêm canh mệt á. Phải nói là trái thì thôi khỏi chê rồi, nó xum xê lắm luôn cô chú anh chị ơi, nhìn thấy là mình ghiền luôn á. Nè, đó, trái thì ghiền luôn. Vô đây mình như mình lạc vô một rừng bưởi. Quá chừng trái luôn nè. Đó. Trái nào trái nấy là thôi to không. Rất là bự nha. Tuyệt vời luôn.
kia mình thấy cũng có một lô hoa, hoa cúc vừa mới lên. Mình sẽ đi qua bên đây để ghi hình. Ở bên này thì cũng những chậu cúc đại đó của chú anh chị. Cho anh quay hoa xíu em trai. Đẹp quá. Mình lên được mấy bữa rồi em? Mới lên hả cô? Quay em cho nét nét vô nha. Quay nét luôn. Lên hình là cho đẹp trai rồi á. Lô hoa mình ở đâu lên nè em? Ê, anh em mình cùng quê nha, anh ở Long Xuyên nè. Em ở Châu Phú. Ồ, vậy là hai anh em mình cùng tỉnh phải không? Quá đẹp. Đồng Hương, Đồng Hương. Quá đẹp luôn. Mấy cái này là rất là đẹp luôn nè. Đó, còn búp, còn nụ rất là nhiều nha. Mình lên được khoảng nhiêu chậu em trai? Em không rành đó, tại không có điếm. Không có điếm ha. Dạ, lỡ đẩy xe thôi đi rồi. À, lên nhiêu đây thôi hả? Còn lên nữa không? Dạ, còn nữa. Còn nữa ha. Dạ. Ồ, quá im. Bữa 23 lên một xe. À, mong là năm nay hoa hút để bà con nhà vườn mình bán hết sớm về rước ông bà rồi. Quá đẹp luôn. Đây là một số chậu cúc đại nha. Ngoài trước này thì chậu lớn. Hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái này là nó mới vừa bung ra thôi. Đó. Chưa có bung hết cuốt nha. Rất là đẹp nè. Khu vực này quá đẹp tuyệt vời luôn. Mấy này mà để trước công ty rồi đó là tuyệt vời luôn á. Khu này hoa quá đẹp rồi. Cái lô hoa này nhìn vàng rực. Quá đẹp. Rực rỡ một màu vàng luôn. À, ngoài trước này là con đầu trổ rồi nè. Quá đẹp luôn, lung linh luôn. Mình không có tưới giấc sáng mà tưới giờ này hả em? Dạ, tại mới lên á. À, mới lên mình tưới cho nó mát lại cái ha. Dạ. Nước ở đây thấy hình như cũng mạnh quá trời. Rồi, anh cảm ơn nhiều nha. Chúc gian hàng mình năm nay là buôn mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Ok em. Năm mới vui vẻ luôn. Ok, cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ thì Nam sẽ tiếp tục di chuyển nha. Ở đây là một cái lô mai vừa mới lên luôn. Và có một cái cây là lặt lá hết rồi, phải nói là siêu nụ luôn cô chú anh chị ơi, và nó khổng lồ. Cái tàn của nó ở bề ngoài là khoảng 20 mét á và hoành nó khoảng 90 mấy. Còn bông thì thôi để em đi lại gần em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó. Một chùm bông của nó là nó khoảng mấy chục bông á cô chú anh chị, một chùm á. Quá chừng bông luôn rồi. Nụ gì mà nụ thấy thương vậy ta? Nè nè. Quả khứ rồi cô chú anh chị ơi, nhìn cái chùm này nó hoa coi nè. Hoa chùm chùm luôn á. Ôi ôi coi cái chùm nè. Cây này nó là cây khủng luôn. Hình như là cái mé mà ở đầu ngoài này nè.
cái lô vừa lên này là Nam thấy là có những cái cây hầu như là nó bự nhất ở chợ Hoa Xuân của Rạch Giá luôn á. Những cây mai phải nói là khổng lồ luôn, cây ở trong là chỗ bông vàng hết trơn luôn đó, quá đẹp luôn, vàng rực luôn. Cái lô này toàn là mai khủng không à. Mà đặc biệt nhất là cái cây này nè, cây đầu ngoài nè, cây này rất là lớn luôn, chiều cao của nó tầm khoảng 1, 2, 3, 4, khoảng 7 mét á, chiều cao khoảng 7 mét của chú anh chị, quá lớn à. Này biệt thự để chứ nhà bình thường sao để nổi. Mai này quá chừng nè, cây nào cây nấy kìa, bông nó vàng gính luôn đó, quá đã luôn. Đó nụ nè, mà mấy cây ngoài này thì mình thấy hình như là nó chỗ hết rồi, chỗ hơi sớm của chú anh chị. Đây chỗ bông gió hết rồi nè. Đây là cái hoa mai. Hoa này như mình thấy nó 2, 4, 6, 8, 10 18 cánh luôn trời. Một cái bông 18 cánh luôn, quá dữ. Hoa nhiều cánh quá. Quá đẹp luôn. Wow, bên này những cây hoa đào cũng vừa mới về nữa nè, đẹp tuyệt vời luôn. Đây cô chú anh chị ơi, hoa đào vừa cập bến chợ Hoa Xuân của thành phố Rạch Giá nha, quá đẹp luôn rồi. Công nhận phải nói là hoa đào mình tưởng đâu là ra miền Bắc mới được ngắm, bây giờ trong miền Nam cũng được ngắm hoa đào nữa, quá đẹp luôn này, tuyệt vời luôn á nè, rất là đẹp luôn. Mình đứng ở ngoài mình nhìn hoa đào mình ghiền luôn cô chú anh chị ơi. Mình thấy ở đây cây đào lớn nhất là cái gốc nó tầm khoảng 60 á. Hoa đào này là cũng cực kỳ giá trị nha cô chú anh chị. Đây có một cây lớn nè. Đó. Quá đẹp luôn. Trong này nở rồi, quá đẹp luôn nè. Công nhận cái màu hoa đào nó làm mình xao xuyến, nó đẹp. Cây hoa đào này quá khủng rồi. Nguyên một cái vàng bông này phải nói là tuyệt đẹp luôn. Quá đẹp. Bên này thì một lô hạnh, nó xum xê trái luôn. Quá đẹp luôn. Trái nè, quá thứ trái luôn, trái nó vàng ngính luôn á cô chú anh chị. Mấy ngày nay Nam bị viêm mũi, nó hành ho. Quá êm luôn á.
giờ này cũng trưa, như là cô chủ đồ đi ăn cơm hay gì vậy. Giờ kiếm cô chủ rồi. Cho em quay hạnh xíu nha chị. Quá chừng trái luôn nè. Quay lên mà bán được hết đó, quay nha. Đó, quay lên quảng cáo mặt hàng cho mình luôn nha. Đó. Hạnh của chị ở đây mình thấy cái trái bóng lưỡng luôn á. Ăn cơm trễ hả chị? Trời ơi, giờ này mới ăn cơm á, cô chú anh chị thấy thương không? Trời ơi. Lô của mình là ở đâu lên chị? À, Bến Tre hả? Em là em đi quay với Bến Tre hổng gầy là mấy ngày mới về nè. Đi xuống làng Mai Vĩnh Phú với Bến Tre đủ chứ. Có, đi lại làng qua Chợ Lách quay luôn. Năm nay mình lên được khoảng nhiêu gốc hạnh chị? Chị bán 2 lô rồi, chị xã cũng bán thằng khúc kia nữa. Dạ, vậy là chia ra ha. Hai anh chị chia ra. Anh bán đằng kia, chị bán đằng đây. Ôi, trái hành của chị ở đây trái to to mà nó bóng lưỡng luôn, cô chú anh chị nhìn thấy ham lắm nè. Mình lên được mấy bữa rồi chị? Mới lên sáng giờ à. À, mới lên sáng giờ ha. Cây của chị ở đây là một cây cao tầm khoảng 1m7 gì đó. Cái hạnh này mà thường thường nhất Tết cô chú anh chị mình ai mà không để mai giữa nhà thì người ta hay để cái chậu hạnh này nè. Trái xum xuê trái luôn. Một chậu lớn này nó có giá tầm khoảng nhiêu chị mình? Triệu rưỡi thôi ha. Là cái cây 1m7 nha cô chú anh chị, cây rất là cao. 1m7, 1m7 mấy. Trái thì xum xuê luôn. 1,5 triệu một cây. Đó, vô cùng trái luôn. Năm nay chị thấy dưới Bến Tre mình hoa kiển rồi thấy đỡ không chị? Ở dưới trồng chết hết trơn, chị là được lên chợ chứ dưới người ta chết hết trơn. Thấy thương bà con như tèn. Năm này có nhiều đó, đó chết hết trơn. Trời ơi. Cũng có kẻ khóc người cười chứ không có ai cười hết. Dạ. Thấy thương bà con mình có chừng ta. Cái này khó làm lắm chứ con đâu nghĩ đâu có dễ đâu. Dạ. Bởi cô chú anh chị nghe cái tâm sự của bà con nông dân mình ha. Mỗi ngày nó có một cái khó riêng đó cô chú anh chị. Nhiều khi cô chú anh chị mình Tết đi chợ Hoa Xuân có mua cũng đừng có trả quá giá quá, tội nghiệp bà con mình lắm cô chú anh chị ơi. Trồng một cây phải nói là hết sức gian nan. Một cái cây mà để nó lớn tầm khoảng 1m7 gì mình trồng khoảng bao lâu đặng chị mình? Cái này cả chục năm á. Một cây á hả? Ừ, cả chục năm á. Nè nghe nè, chị tâm sự nè cô chú anh chị. Cả chục năm á mới được cái cây nó mới được như vậy á, rồi chị á là chị đi mua cái gốc của nhà vườn người ta bán ha. Dạ. Là 70.000 một gốc. 70.000 gốc rồi về chị làm á là có cây đạt cây không. Dạ. Chứ không phải mà cây nào nó cũng lên đều như vậy. Là tiền nhân công ở dưới ha là chị mướn ngày 350 á. Dạ. Cơm nước là chị bao hết luôn. Chứ đâu phải tự nhiên mà mình có đâu. Dạ. Chị đi làm bán này chưa hết ha, là ở nhà chị mua hết 70 triệu tiền gốc nữa rồi đó. Dạ. Tiền gốc không là tính là 70 triệu rồi, còn tiền mướn mặn rồi này kia mình chưa tính đó. Dạ. Bởi vì công trình dữ dằn mới được một cây. Ừ. Cái này là chị cái gốc, còn của người ta mua cái nhánh nữa là khác nữa. Dạ. Ừ, nên của đồ của chị bán hơi cao của người ta. Cao nhưng mà mình chất lượng, tại vì mình bán là mình bán gốc. Đúng rồi. Cho nên là qua Tết rồi bà con người ta có thể trồng được. Đúng rồi, đúng rồi. Còn như mấy cái nhánh mình trồng lại không có được. Dạ đúng rồi, nhánh là qua Tết là bỏ đó. Đúng rồi. Chứ đâu phải ai cũng làm được đâu, người ta bứng lên vậy nè. Dạ. Cái tắc nó thúi rễ nó chết hết trơn. Dạ. Nên ở dưới cũng có người đi bán được, người không.
chị là ở dưới nó cũng xì hết số rồi đó, cũng như chị làm 400-500 lận mà chị đi được có 300 mấy. Dạ, là mình lựa lại nó ra. Ừ, nó chết á. Dạ, mình bứng lên cái nó không chịu, nó chết á. Dạ, chứ đâu phải cưng làm nhiều là đạt nhiều đâu. Đó, cô chú anh chị mình nghe bà con tâm sự nghề nhà vườn thấy bấp bênh không? Cưng nghĩ dạ, chị mướn xe lên đây hen là 5,5 triệu một xe. Ở dưới chị mướn chất 2 xe là 2,5 triệu nữa. Dạ. Rồi lên đây mướn mỗi một cái lô là 4,2 triệu, mà chị phải mướn 2 lô, ông xã chị mướn 2 lô nữa. Dạ là. Rồi hôm lên đây mướn người ta xuống xe mỗi xe cũng 1,5 triệu nữa. Chứ đâu có mần xiết. Vậy đó, rồi lên cái bán rồi có nhiều khi có người thì ta mình nói nhiều ta mua nhiều, còn có người mình nói trả nửa giá tiền. Dạ. Tại còn, người ta không hiểu hay chị ha. Ừ, còn như mình thì mình xuất ra hết. Vậy đó. Dạ. Ừ. Tại cái này nghề phải làm thôi. Chứ giờ không thì Tết có một lần vậy cưng không làm lấy gì ăn. Dạ đúng rồi. Ở dưới nghề dưới của chị là cái nghề vậy đó đó. Không làm thì không có ăn vậy á. Dạ. Ở dưới thì em thấy có chỗ thì trồng hạnh, có chỗ thì trồng bông giấy. Đúng rồi. Người có chỗ thì trồng hoa mùa Tết. Đúng rồi. Vậy á, chứ không phải mà ai cũng làm được hết. Dạ đúng rồi. Ừ. Cũng như cái vùng chị là trồng hạnh được không à. Còn cái vùng kia thì trồng mai. Dạ. Còn cái vùng nọ thì trồng bông giấy. Dạ đúng chứ rồi. Chứ không phải mà chị muốn trồng bông giấy thì trồng, muốn trồng hạnh trồng không có được. Tại vì người ta có kinh nghiệm nữa, làm dạ, này phải có kinh nghiệm nữa chứ đâu phải ai làm cũng được đâu. Dạ. Chị là chị với anh đi lên đây chỉ có hai anh chị thôi. Hai anh chị thôi. Trời ơi, năm nào cũng vậy hết ha. Năm nào cũng vậy hết trơn. Hồi năm rồi bán không được, bỏ nguyên sân về luôn. Trời ơi. Hồi năm rồi á hả chị? Năm rồi á. Chị bán ở đâu, ở dưới cái đường gì vậy? Đường gì mà ông Thông bán lô á. Dạ. Ở dưới đó đó. Trời ơi, cái thương. Là ảnh bỏ nguyên một lô, chị cũng bỏ nguyên luôn. Rồi cái mấy người ở gần gần đó người ta thấy thương, cũng như mấy chỗ mà chị vô chị tắm nhờ á. Dạ. Ta không lấy tiền luôn ha. Rồi thậm chí nhiều khi người ta cho ăn uống luôn, rồi cái chị bỏ vậy nè. Cái tên đây cái người ta bán được vậy, cái người ta kêu chị gửi tài khoản cho người ta gửi tiền mà chị đâu có biết xài cái đó. Rồi cái năm nay vậy chị không có tính vô đây. Thì cái ảnh cứ điện ảnh hỏi thăm hoài, có vô ảnh bán giùm chị, ảnh đem tiền lại cho chị. Dạ. Cũng tình nghĩa ha. Ừ, người ta cũng tốt. Dạ. Còn chị vô đó chị vệ sinh đồ này kia gửi tiền ảnh không lấy. Chứ thời nguyên một lô thì biết nhiêu cây. Thì đó. Chứ đã coi như hồi năm rồi là xong phim. Xong không, tôi lấy tiền lô lại cũng đủ. Dạ. Mà hầu như là năm rồi em thấy là mừ ngừ là hết mừ luôn á. Năm rồi. Chị nói không phải nói hay, có những người ta bán lô bông gần chị á. Dạ. Ta lén ta bỏ ta về luôn á. Ta không có tiền, ta trả tiền lô á, ta tốn ta về. Dạ. Mà kiểu như mấy người bán lô đó người ta biết nhà mình luôn. Ta đi tới dưới người ta bán lô. Ta đâu có bớt mình đâu. Ta lấy tiền trước hết á. Dạ. Rồi em cảm ơn chị với em cũng mong là năm nay là hoa với kiển gần Tết nó sẽ hút để bà con nhà vườn mình là vớt lại hồi năm rồi, chứ năm rồi là em thấy thê thảm lắm luôn. Te luôn, anh với chị là te to không còn gì luôn. Dạ. Như sẵn cũng mùa xuân mới rồi, em chúc gia đình mình vạn sự như ý nha. Rồi, an khang thịnh vượng, và đặc biệt năm nay là lên bao nhiêu bán hết bao nhiêu. Rồi chị cảm ơn. Tới hai mấy lần mình về mình rước ông bà rồi chị rồi, ha. Rồi. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình nghe bà con nhà vườn tâm sự thấy thương không? Hồi năm rồi là bỏ nguyên một lô luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nên có mua hạnh hay là mua hoa kiển như vậy. Gần Tết đó, mình mua sớm sớm đi, tội nghiệp bà con mình. Lời lớn cũng có bao nhiêu mà chị chia sẻ là một cây là tới cả chục năm á cô chú anh chị. Đâu phải là sớm đâu mà có được một cái cây như thế này. Cho nên mình nghe tâm sự của nhà vườn mình cũng thương cô chú anh chị ơi. Nè, trái nè. Rất là xum xuê luôn nha. Đó. Rồi cái lô của chị thì cũng ở chợ Hoa Xuân, ở khu vực công viên nha, ở kế bên chỗ bán đào kìa. Cô chú anh chị ghé ngang ủng hộ nha. Rồi nè, em sẽ tiếp tục đi cập nhật giá cả cũng như tình hình chợ Hoa Xuân của Rạch Giá. Đây rồi, bây giờ Nam đã tới được khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đó, ở đây thì cũng bắt đầu lên những cái chậu cúc đại đó, những cái chậu đại rất là lớn cô chú anh chị. Đó là mình thấy cái bầu không khí mùa xuân bắt đầu nhộn nhịp rồi ha.
ở đây những cái chậu cúc phải nói là rất là đẹp luôn nha, đẹp tuyệt vời luôn nè. Đó, mấy cái này chậu ở đây chậu lớn không à cô chú anh chị, chậu cao tầm 1,5 m nè, 1,6 m nè. Đó, dài dài ở đây thì mình thấy cái lô này là hình như là chuyên về những cái chậu cúc, cho nên là thấy ở đây trưng bày rất là nhiều những cái chậu hoa cúc nha. Đó, những cái chậu này thì mình thấy là nó mới chớm nổi bông rồi cô chú anh chị. Đó, hoa nó, cái này là hoa nó còn nở ra rất là lớn, cái này nó mới nở ra thôi nha, rất là đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm chú bông ở đây. Nắng quá chú vô trong chỗ cái bóng mát ngồi đỡ văng cái võng kìa. Khu này nắng cháy da luôn đó chú. Dạ, hổm gài là mình lên cũng được mấy ngày hả chú ha? Đêm bữa sáng tới bữa nay. Dạ, mình ở đâu lên chú? Chợ Vinh đó. Ồ, tính ra là cái chợ Hoa Xuân mà của Rạch Giá này là sớm lắm luôn á, hầu như con thấy là sáng giờ con đi quay là cát tỉnh luôn á. Sáng con dạ, sáng con quay thì chú kia ở Nha Trang. Giờ chú là dạ buổi chiều người ta đi đông hả chú? Như theo như chú thấy tình hình hoa kiển năm nay nó đỡ hơn năm rồi không chú? Năm nay thấy đỡ hơn. Dạ, năm nay là thấy có khởi sắc hơn năm rồi ha. Dạ, hồi năm rồi con đi quay mà thấy bà con thấy thôi hối hôi luôn. Dạ, năm nay mình lên số lượng nhiều không chú? Nhiều, đây cũng mấy trăm cặp rồi. Dạ, mấy trăm cặp ha. Ở đây thường thường con thấy hình như là chú là chuyên cái cúc này là kêu bằng cúc gì chú? Đây, cúc pha lê. Cúc pha lê ha, nhưng mà chậu đại. Một cặp mà lớn nhất là nó có giá khoảng bao nhiêu chú? Lớn nhất là cái chậu của 1 m là khoảng 8 triệu một cặp. Dạ, là lớn nhất đó ha. Chậu lớn nhất là 8 triệu đồng trên một cặp. Dần xuống là 3 triệu rưỡi, 2 triệu. Dạ, hình như là cũng đủ giá tùy theo lớn nhỏ. Mà phải công nhận mấy bác mấy chú nhà vườn trồng bông can hay ghê luôn. Cái này là rất là vừa Tết luôn. Dạ, dạ, nhìn vô nó vàng màn hình luôn. Con cảm ơn chú nha. Dạ, để Nam sẽ đi quay một vòng ở đây nữa nha. Đó là những cái hoa này. Đó, vàng cả màn hình luôn nè. Ở đây nguyên một xe hạnh luôn kìa. Đó, nguyên một xe hạnh luôn, xe tải lớn á. Chắc nó cũng tỉnh khác tới đó. Đây một cặp mà lớn nhất nè, chậu 1 m là có giá là 8 triệu nha cô chú anh chị. Đó, cặp trước màn hình cô chú anh chị là 8 triệu. Ở phía trước này, đó, rồi nhỏ nhỏ vô trong dài dài thì 3 triệu, 2 triệu cũng có. Đó, đủ loại luôn. Bên đây thì hạnh nè. Đó, rất là đẹp luôn, những cây hạnh dáng thông á. Ở đây thì bà con cũng lên những cái chậu hạnh này ha. Còn bên đây thì cũng cúc, pha lê. Đó, rồi hoa mâm xôi. Nói chung là tình hình bây giờ thì mình thấy là hoa ở chỗ khu đô thị Phú Cường là lên là cũng khá là nhộn nhịp rồi đó. Dài dài đằng kia mình thấy cũng có mấy lô nữa nha, rất là nhiều lô đang lên rồi. Còn trống cũng khoảng một số lô, chắc tầm khoảng 20 đổ lên là sẽ chật kín luôn. Đó, ở đây thì hoa hồng nè, hoa cúc nè. Ở trong kia thì cúc đồng tiền. Đó, những cái chậu mà người ta bó lại, bó giấy lại như thế này là đã có chủ mua rồi đó cô chú anh chị. Chờ đi giao cho khách thôi. Đó, ở đây hầu như là nguyên khu vực này dài ra ngoài kia là ít bữa nữa là sẽ chật kín luôn á. Dài dài qua bên khu vực này thì mình thấy là có một cái lô hạnh. Đó,
khu đô thị Phú Cường của chú anh chị thấy kỹ quá kỹ không? Xe là có xe đi quét đường luôn đó. Đó. Còn ở đây là những cái chậu hạnh nè. Đó, khu Phú Cường thì lên hạnh khá là sơm. Trái nào trái nấy là phải nói là cực kỳ to luôn. Quá đẹp luôn. Hạnh trái chín trơn luôn nè. Vàng thật luôn. Nguyên một khu này như là hai lô. Hạnh không là hai lô. Đó. Bên này thì khu vực hoa giấy. Đó. Giờ này nói chung ra thì nắng quá rồi, cũng xế chiều rồi, là cái giác là nắng rất là gắt. Nên mấy cô mấy chú đi kiếm chỗ núp nắng hết rồi. Mình là mình đương đầu với nắng luôn, mình quay luôn. Những hoa giấy phải nói là rất là đẹp luôn á. Tuyệt vời. Mà mình thấy phần lớn năm nay là cái hoa giấy này mình thấy hút á, cô chú anh chị. Quá đẹp luôn nè. Bên đây là mai nha, một lô mai. Hoa mai tuyệt đẹp luôn. Đó, nguyên cái khu này thì mình thấy có một lô mai, rồi một lô hoa giấy, một lô hạnh. Bên kia là những cái cúc, cúc pha lê. Rồi mình sẽ tiếp tục đi cập nhật nha. Rồi phía khu vực ở đằng này thì mình thấy cũng có một lô mai vừa mới lên. Những cái mai này là mình nhìn là mình biết vừa chở tới liền à. Tại vì những cái tàn người ta còn bó lại nè. Thường là những cái tàn này bó lại cho dễ vận chuyển á cô chú anh chị. Đó, mấy này là mấy cây mai tự nhiên. Về đây xong cái từ từ chủ vườn mới mở những cái dây này ra. Đó, mình thấy cũng quá chừng nụ luôn nè. Đó, nụ nè. Giờ này chú tưới kìa. Ủa mình tưới giờ này tưới chảy hay gì chú? Dạ, mình lên hồi nào chú? Ồ, vậy là mới lên luôn. Mình ở đâu lên chú? Ồ, rồi, vậy là con mới quay Bến Tre mấy ngày nay, con mới về trên này. Cảm ơn cô chú anh chị ơi. Bởi con nhìn mấy cái tàn còn quấn lại, con nói này chắc mới lên. Lên chưa có làm dọn rẻ. Dạ. Cái này là phần lớn là mai gì chú? Này, mai nguyên thủy không à? Mai nguyên thủy, mai vàng ha. Mai vàng. Dạ. Quá im. Ồ, cái gốc này cũng thấy cũng bự quá ha. Gốc này chắc cái hoành nó cỡ 50 không chú? Dạ. Cây này là tầm khoảng bao nhiêu là mua được chú? Cái này hả? Dạ. Ủa, rẻ vậy hả? Ồ. Cây mai vàng nguyên thủy mà gốc năm mấy gần 60 mà có 2,5 triệu à. Còn thương lượng nữa đó. Đó, cô chú thấy mai năm nay cũng dễ chơi ha. Giá cũng mềm hết chú. Quá im. Này phần lớn là những cái cây mai vàng nha cô chú anh chị. Mai vàng nguyên thủy. Cái lô của ông chú này thì cũng mới lên. Đó. Dạ. Cây này con thấy độc đáo hơn cây bên kia nha. Mấy cái chi nó là lớn lớn không nè. Dạ, có 12 triệu cũng đâu có mắc đâu chú. Để một cây mai mà nó sống tới ba lớn là cũng lâu năm lắm chứ bộ. Dạ, cái lô của chú thì nằm trong khu đô thị Phú Cường nha cô chú anh chị. Đó, mình 6 Bến Tre, Chợ Lách. Đó. Giá nào cũng có. Giá nào cũng có luôn. Số điện thoại của chú Sáu là số mấy chú đọc luôn đi. 0969 867 496. Đó, cô chú anh chị mình có thể tham khảo giá nha. Giá nào cũng có luôn. Nói chung là dạ, mai nguyên thủy, mai vàng nguyên thủy quá đẹp. Ôi ôi, cái cây này còn bó tàn mà nhìn nó nụ quá kìa. Quá xá nụ luôn nè.
Cây này mà nở ra một cái là đẹp tuyệt vời luôn nè chú. Dạ. Đó. Thì nói chung giá đó mình còn thương lượng mà, ai ưng thì lại đây rồi thương lượng với chú Sáu. Đó, cây này. Cái này hoành gốc nó cũng cỡ là, dạ, hoành gốc là bự đó. Tại vì bên này là con thấy gần 50 mà cái này nó hơn gấp đôi luôn mà. Rồi tính ra giá mai năm nay cũng bèo quá ha chú Sáu. Ai biết người ta bán sao chứ tôi bán tiền nào tôi bán. Dạ. Vậy là chú Sáu bán là bình dân quá chừng luôn nè. Từ nào tới giờ. Dạ. Treo bây giờ kiếm chỗ treo. Lo lắm. Bán một ghé vô rồi đồng ý là đúng mất à. Dạ. Coi như đồ nhà mà. Ồ, quá êm luôn. Sáu Bến Tre bán mai vàng giá hữu nghị. Nghe để cái bản là thấy tình cảm liền. Quá tình cảm luôn. Nghĩ là treo cái bản này là lên là bán đắt nè nha, rất là tình cảm luôn nè. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Con đi chia sẻ cho bà con, mình thấy bà con mình bán được con mừng lắm. Được không? Dạ. Dạ cũng liêu riêu. Thấy năm nay bà con mình bán cũng êm á bác. Thấy có ngoài mình làm nguyên sự chưa? Dạ có, ở bển mà mai kiển với bông rồi đang lên sơm lắm luôn. Bên đường Nguyễn Thượng á. Dạ. Chỗ bà xã được không? 30 tháng 4 là ngay chân chợ trung tâm thương mại đó ha. Ừ. Con thấy bển bông rồi cũng lên nhiều lắm mà con chưa quay. Chưa quay hả? Dạ. Có con quay bên công viên nè. Công viên chỗ quảng trường là con thấy là lên là đang sơm lắm. Công viên An Hòa. Dạ. Tổng Quốc Khải á. Dạ. Ồ mấy cây mai ở đây là vậy là cái này bác Sáu nữa là mình còn mở tàn nha bác Sáu. Dạ. Bây giờ chưa có xong. Dạ, mới lên phải không? Quá chừng luôn rồi. Nắng quá trời. Mà theo như bác Sáu thấy tình hình năm nay ổn bác Sáu? Thấy tình hình thì theo như mình thấy, như theo cái đời thấy cái vấn đề kinh tế nó không được ổn. Dạ. Nói chung ra thì cũng phải tùy theo cái tình hình kinh tế nha bác ha. Ừ. Dạ. Năm nay con thấy bà con làm ăn cũng khó khăn nè. Kinh tế, tình hình kinh tế chung. Nào giờ chú ơi. Dạ. Bán mấy chục năm nay thì coi như là bán giá hỏi thiệt hỏi cho hỏi trên sâu là ta biết liền à. Dạ. Thì ta mua đi bán lại giá khác, còn có nhà vườn cây như nhà. Dạ. Mà con thấy mấy cây mai vàng nguyên thủy của bác Sáu chỗ này là con thấy là nụ quá chừng nụ luôn. Coi như là mình đồ nhà. Dạ. Mình bán với giá bà con cho người ta xài 3 ngày chưng. Dạ. Mình bán sao phải phải cái cây tôi nó đạt tiêu chuẩn nha. Chứ dạ. Chơi mà không bán 1 năm rồi bỏ không bán nữa rồi tôi bán mấy chục năm đây mà. Dạ. Lại mua cái này bán. Dạ. Mình đỡ cái là mình ngay nhà vườn luôn chứ mình không phải là mình mua đi bán lại ha bác ha. Ừ. Dạ. Cô chú anh chị nhìn thấy cái bảng của chú Sáu thấy dễ thương không? Bán mai vàng giá hữu nghị. Đó. Mấy cây ở chỗ chú Sáu là năm thấy là mình mua về mình chơi Tết xong rồi qua Tết là mình trồng là ok luôn đó. Ok luôn rồi, bảo đảm hả? Mấy cây này ở đây năm nhìn thấy là chắc cú nè. Mà cây nào cây nấy là thấy đạt lắm nha, nụ quá nụ luôn nè. Mấy này mà nó con thấy là cái tình hình này là nó vừa Tết lắm luôn á bác Sáu. Mấy cái này là ngay. Dạ. Này mà trổ bông một cái nữa là nhìn là hết sức đẹp. Nguyên thủy đó của chú anh chị, mai vàng. Quá đẹp luôn. Nắng quá nắng thì chưa xả dây. Dạ giờ này còn nắng quá chừng luôn á bác ơi. Nữa tôi xả dây là chú quỳ nó mới đẹp. Dạ. Mai nó còn mới đẹp. Còn giờ
này mình mới tới mà, từ từ. Bây giờ nhìn nó như cây thông. Con cảm ơn bác Sáu nhiều nha. Con chúc bác năm nay là Tết an khang thịnh vượng, vạn sự như ý với buôn may bán đất cho bác Sáu. Cảm ơn bác nhiều. Dạ. Năm nay mình lên được khoảng nhiêu gốc bác Sáu? Năm nay là nội phần ở đây xong là 600. Dạ. 600 gốc rồi. Tối nay là cái đầu ở đây đi thẳng tỉnh, mình bên tỉnh á. Dạ. Bên tỉnh là mình coi như cũng coi cũng 600-700 cây nữa. Dạ, coi như là số lượng năm nay cũng trên 1.000. Trên 1.000. Dạ. Còn bên 34 bên là bà xã luôn. Dạ. Quá im luôn. Rồi con cảm ơn bác Sáu nhiều nha. Dạ. Cô chú anh chị thấy bà con Bến Tre mình rất là nhiệt tình và dễ thương ha cô chú anh chị ha. Nam đặc biệt là Nam có tình cảm với bà con Bến Tre lắm nha. Bà con Bến Tre thì hiếu khách lắm. Nam có dịp đi xuống Bến Tre quay cũng 1-2 lần. Nói chung là xuống dưới nhìn bà con với Bến Tre thấy thương lắm cô chú anh chị. Thiệt tình nhìn cái bảng là mình thấy người Bến Tre thật thà chất phác đó cô chú. Nên là cô chú anh chị nào mà có đi chợ Hoa Xuân ở trong khu đô thị Phú Cường thì ghé ủng hộ Mai Vàng chỗ chú Sáu nha. Quá đẹp luôn. Này mà bung tàn cái nữa là mình nhìn mới rực rỡ. Rồi Nam sẽ tiếp tục nha. Ở khu vực bên này thì mình thấy cũng vừa lên một lô hoa, hoa cúc mâm xôi truyền thống với lại hoa vạn thọ. Phải nói đặc biệt khi mà mình tới với cái khu vực mà hoa cúc mâm xôi với hoa vạn thọ, cô chú anh chị, cái mùi là phải nói là cái mùi không thể lầm lẫn vào đâu được, nó thơm á, rất là thơm luôn. Và đặc biệt mình thấy những cái hoa vạn thọ này mình thấy rất là đẹp luôn á, nhìn một cái là nôn nao Tết. Quá chừng đẹp luôn nè. Tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Này là cúc mâm xôi truyền thống. Mấy cái chậu này hình như là chậu đại không á. Tại vì bề ngang là mình thấy cả mét á. Quá đẹp luôn nè. Lùi ra xa xíu cho cô chú anh chị nhìn nha. Nguyên một cái khung mái nó vàng rực hết trơn, màu hoa đẹp. Quá đẹp luôn. Giờ này thì nắng quá, chị chủ đi núp nắng mất tiêu rồi, không thấy chị chủ. Nên mình chỉ quay sơ sơ thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nha. Khu vực này thì Nam thấy có một cái lô rất là đặc biệt. Lô bưởi diễn. Trái kìa. Chùm chùm trái luôn. Những cái cây bưởi diễn phải nói là trái mình nhìn mình thấy ham luôn á cô chú anh chị. Quá khứ trái luôn phải không? Và ở đây có những cái cây bông giấy khủng luôn. Chậu bữa diễn nè. Đó. Bên này là hoa giấy. Hai cái cây hoa giấy đó làm thành như một cái tàn vậy đó. Hai cây mà đâu lại là thành một cái cổng luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nè. Quá đẹp luôn. Hồi ôi cây bông giấy này nó trổ rồi kìa. Quá đẹp luôn này. Đây là bữa diễn nè. Trái. Trái chùm 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 á. Nhìn thấy ham thiệt chứ. Nhưng mà mình không thấy anh chủ đâu hết. Anh chủ chị chủ đâu mất tiêu rồi. Phải nói là cái khu vực mà bữa diễn này là phải nói là cái khu phải nói là mắc tiền nhất ở trong chợ Hoa Xuân luôn á. Tại một cây bưởi diễn á, thì theo mình biết là cây này tầm mười mấy triệu một cây nè cô chú anh chị. Đủ giá, cây nhỏ thì 7-8 triệu. Đó. Còn cây bự này là mười mấy triệu nè.
Và ở đây là nguyên một cái vườn luôn á. Mình nhìn như một cái vườn luôn. Đó, nó nhiều vậy đó. Dài dài vô trong kia luôn. Ở đây là ngay chân chỗ khu vui chơi của khu đô thị Phú Cường nha. Đó, cô chú anh chị mình tới đây thì sẽ thấy một cái lô bưởi diễn nằm bên này ha. Còn bên này là cái lô mai của chú Sáu ở Bến Tre. Đó, và đặc biệt chú Sáu nói chuyện rất là hiền. Và bán mai thì giá cả rất là phải chăng. Đó, những cây mai của chú thì mình nhìn rất là ok. Mình chơi Tết xong rồi qua Tết mình có thể trồng, có thể dưỡng lại năm sau mình chơi nữa được. Đó, cho nên là cô chú anh chị có đi chợ Hoa Xuân ở Phú Cường thì ghé ủng hộ mai vàng của chú nha. Có chơi mai thì ủng hộ mai vàng nguyên thủy của chú. Những cái cây nói chung là cũng đủ giá luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây cũng có một lô hoa mai vừa mới lên nữa. Đó, đang chuẩn bị bán. Cho phép em quay mai xíu nha anh trai. Ồ, cây này nụ quá chừng luôn ha. Ồ, đẹp quá chừng luôn nè. Dạ, quá chừng nụ luôn ha chú. Nhìn thấy ham luôn. Mấy chậu bông nhỏ này vô mấy. Cái này nó là mai gì anh trai? Mai dảo Thủ Đức. Mai dảo Thủ Đức ha. Ồ, văn thông nữa. Dạ. Chậu này thì có giá 2,5 triệu, mai dảo Thủ Đức. Đó, giá cũng vừa chơi ha. Này mình thấy lô anh trai này là mai dảo Thủ Đức không ạ? Dạ, nguyên một hàng trong đó luôn. Dạ. Thời điểm này thì bà con ở đây là lặt lá mai sạch sẽ hết rồi đó, chỉ chờ chỗ bông đón Tết thôi. Mình thấy là mấy cây của anh trai ở đây là hầu như là cây nào cũng nụ dày đặc chân cô chú anh chị ơi, rất là nhiều nụ luôn. Em thấy cây này quá chừng nụ nữa nè. Nụ chùm không á? Nụ mà nó chùm 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 vậy đó. Lên đây nữa được mấy bữa rồi anh trai? Hai bữa rồi ha. Năm nay mà bên chỗ anh trai mình lên được khoảng nhiều gốc mai? 60 gốc ha. Là toàn là bộ là mai dảo Thủ Đức hết. Dạ. Mình ở đâu anh trai? Vĩnh Long. Vĩnh Long ha. Em cũng tính 1-2 ngày nữa qua chợ Hoa Xuân Vĩnh Long quay nè. Hôm ngày lên anh thấy tình hình ở đây thấy sao, ổn không, êm không? Cũng được. Cũng được phải không? Cũng được là êm rồi. Có mở hàng lai gai. Dạ, vậy thì quá êm rồi đó. Có mở hàng lai gai. Nó nở sớm tháng rồi. À, nghĩa là hoa năm nay thì nó nở hơi sớm ha. Dạ. Sớm hơn tháng rồi. Tài lá này, này. Còn dạ. Còn cái hàng lửa còn lại bởi vì nó hết lắm. Dạ. Cái năm nay tôi đi mai này tôi đi Hà Nội nhiều. Năm nay nó đẹp giá. Dạ. Hôm nay anh thấy ở chợ Hoa Xuân rạch giá mình đây có cây nào khủng khủng không anh trai? À, chưa thấy cây khủng. Chưa thấy ha. Cây tầm trung trung thì có rồi ha. Này em nghĩ chắc ít bữa nó chắc là đầy lô hết rồi ha. Giờ thì còn trống. Nay mai là nó lên hết. Nay lên hết. Dạ. Công nhận cái cây này quá chừng nụ luôn á ta.
Dạ, cái này mà ra bông là đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, con nó chùm cái nè. Chùm. Cái này mà nó trổ bông ra một cái là nhìn mê luôn á anh. Chùm quá chừng luôn. Một chùm của nó đếm một chùm của nó là 6 7 nụ nè, thấy không? Dạ. Nè, cái này chùm này 6 nụ nè. Dạ. Chùm này nó quá chừng nụ luôn mà. Chùm này nó 2 4 6 8 nụ luôn cái chùm này nè. Dạ. Nó bung tết nở hết chứ cái này. Cái này hả? Tại cây con dùng vĩnh long xuống đây là cái này con không sợ. Còn ở đây là sợ nè. Ở đây là cái này thời tiết nó quen cây rồi là nó sẽ nở liền. Biển đi xuống đây là thứ nhất là nó động gốc, thứ hai nữa là gió mà ở đây nó lạnh. Còn như đó là con đang tứ phun nước trên xương á, đó là trễ đó. Đó mà không rút ra là cũng trễ đó. Chú Mai vừa ở đây mà nở chỗ này là ở đây thì nó khác, cây ở đây thì nó khác, nó quen cái thời tiết ở đây. Tại vì trên con là con để trong vườn nó bị gió hay gì. Cái này mà chỗ ra là đẹp tuyệt vời luôn á chú mình. Bông chùm. Về mà đưa lên một dây đèn ha, treo một số phụ kiện. Ngày qua tới giờ đúng không? Dạ. Mới qua chạy ngày qua đó. Ngày ông anh này hả? Ông anh này lên bữa nay nữa được mấy bữa rồi? Hai bữa rồi. Dạ. Chiều. Sao hả? Dạ. Nó cũng tùy theo cái vùng nữa ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh trai nha. Chúc mình bán đắt nha anh nha. Dạ. Bên đây mấy chú cũng đang đi vỏ bông, vỏ hoa vậy nè. Ồ, mấy cây này mấy cây gì bông đẹp quá chừng. Trời ơi, cái bông nó ngộ quá ta. Đẹp quá chừng luôn nè. Bông gì chú? Dạ. Trà tứ quý. Cây trà hả? Cây trà. Mai trà tứ quý. Ồ. Lạ quá ta, lần đầu con thấy luôn. Bây giờ cái bông nó hết hồng bông. Dạ. Hết hồng. Mai và mai trà tứ quý. Cái này là mai trà tứ quý nè cô chú anh chị, còn nụ nhóc hết trơn luôn nè. Cái này là bông quanh năm luôn. Quanh năm à? Ồ, đẹp quá chừng ta. Nè, để em quay gần vô cho cô chú anh chị mình xem nha. Vậy là cái cây này là quanh năm suốt tháng có bông hoài luôn ha. Bông hoài. Hết ra lần này tới là sáng nè. Thấy dạ. Dạ, em thấy nụ quá chừng luôn. Hoài lên hoài luôn. Ồ, vậy tính ra mấy cây này mua là tiện lắm nha. Trồng rồi qua Tết mình trồng luôn. Trồng luôn chứ đó. Dạ. Chơi xong là qua Tết mình trồng luôn. Lô mình lên nay được mấy ngày anh trai? Đâu có hết bông đâu. Mình lên được mấy bữa rồi? Hả? Anh á. Bữa 14 thế nữa này. Dạ. Là mình vừa qua vừa kiển luôn hay sao? Dạ, vừa qua vừa mai luôn ha. Em thấy ở đây cái lô của anh là có mấy cây cũng độc này ha. Dạ. Anh trai mình ở đâu? Quá chừng nụ luôn nè mấy cây này nè. Trời ơi nụ chùm luôn. Quá chừng nụ luôn. Cũng ngộ thiệt ha. Dạ. Bởi vì mỗi vùng có cái cách mai khác nhau ha. Dạ. Đây mình thấy cái lô của chú cũng đa dạng phong phú quá nha. Vừa kiển vừa qua luôn. Mai rồi cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc đại đó rồi nhiều lắm. Ở
Cỡ nhỏ tổng thì 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Nó đủ rồi. Lớn này nhiều tiền anh. Cái này là cái gốc, nhà cái gốc nó quá dữ gốc rồi. Đó, cúc. Gốc nó quá dữ rồi. Quá đẹp luôn. Lô mai kiển mình quê ở đâu anh trai? Đây trong thành nhà bên luôn. À vậy là mình ở đây luôn ha. Ở đây luôn. Dạ. Cái đẹp nhất là trưng ở ngoài ngay ngoài ha. Trời ơi, người ta đẹp phải đưa người ta ra mặt tiền chứ. Trời ơi, đẹp hỏi dạ. Ra mặt tiền rồi. Phải vậy. Để giấu cho thật sao được. Đẹp mình phải cái này. Phải. Mấy cái cây này là thời điểm bây giờ là có giá hết đó anh trai. Như cái cây cây bự ở bên ngoài này giá khoảng nhiêu anh? Cây bự là ba cây này giá cũng là 120 hết. Dạ, ba cây là một giá đều hết. 120 triệu một cây. Dạ. Cái đó là cái giá mà còn thương lượng đó ha. Dạ. Cái giá 20 còn thương lượng nhau bất cứ tỉnh thì bớt đó. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình chợ Hoa Xuân Rạch Giá Kiên Giang nha. Đây là khu công viên của Phú Cường nha. Ở đây có ba cây mai, Nam thấy dáng rất là đẹp. Và giá tiền thì nói chung là cũng phải chăng đó. Còn thương lượng nữa, 120 triệu một cây. Đó, cô chú anh chị mình có đi dạo chợ Hoa Xuân Rạch Giá thì ré ngang đây mình ngắm mấy cây mai này rồi mình tham khảo luôn nha. Cái chỗ mai của anh trai với bác ở đây thì mình thấy rất là đẹp nè. Bông là bông chùm nhưng mà dáng cũng đẹp nữa. Và đặc biệt là những cái cây mai, mai gì anh? Mai này nè. Trà thứ quý. Mai trà tứ quý ha. Nó là cái bông nó rất là đẹp luôn á. Ồ bông nào ông lấy coi nè, nó bự coi nè. Trời ơi. Còn nụ thì thôi, nụ chi chích nụ luôn. Trời, nụ. Cái này là trồng Tết xong xuôi qua Tết là bắt đầu vô chậu trồng tiếp tục. Năm sau lại chỗ bông. Đó. Một chậu gì là giá khoảng nhiêu anh trai? 2 triệu. 2 triệu một cây á ha. À, 2 triệu. Dạ. Đó, có giá hẳn hòi nha, cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. À, cây này là mình mua là mình chơi hoài luôn cô chú anh chị. Mua một lần là mình năm nào cũng có bông hết. Quá đẹp luôn rồi. Còn bên này thì cúc mâm xôi của Hàn Quốc nè. Phải nói là cái giống mâm xôi Hàn Quốc này năm nay là con thấy nó hút dữ dằn hút luôn á. Quá đẹp luôn, cái màu này màu cổ trầu. Tuyệt vời luôn. Bên kia thì màu hồng, còn phía trong đó là màu vàng. Đó. Này thì mâm dạ con là Hoàng Nam Vlog 67. Con ở mình Long Xuyên á. Tới Tết thì đi quay chợ Hoa Xuân rồi chia sẻ bà con mình vậy đó. Rồi. Hai ông cháu đi. Đây thì những cái chậu cúc đại của chú anh chị quá đẹp luôn nè. Không có đồ non. Quà chứ quà. Quà không? Quá trời quà luôn, quà không tầm ngốc luôn. Quá chừng đẹp. Em sẽ đi dài vô bên trong một chút xíu nữa nha. Hình như là nguyên cái khu này ở bên trong này là ông chú cũng lên bông là đầy luôn á. Quá chừng đẹp ở trong này nè. Trời ơi, không ngờ là đi càng đi vô trong nó càng đẹp nữa. Wow. Quá tuyệt vời luôn rồi, nguyên một cái khu bông luôn. Đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Cái này là cúc pha lê, còn cái đó là cúc mâm xôi Hàn Quốc ha. Còn bên kia thì cúc mâm xôi truyền thống. Phải nói là nguyên khu vực này nó đẹp, mình nhìn mình mê luôn nè. Tuyệt vời thiệt chứ. Quá đẹp. Mấy này là không sớm không trễ vừa Tết luôn.
Khu vực này là quảng trường nha cô chú anh chị, quảng trường công viên Phú Cường á, khu lấn biển rất là đẹp luôn nè. Rồi và có lẽ video này Nam sẽ kết thúc ở đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn mùa xuân mới an khang thịnh vượng ha, vạn sự như ý, và đặc biệt là phát tài phát lộc nha. Cô chú anh chị và các bạn hãy ủng hộ Hoàng Nam Vlog bằng cách đăng ký kênh cho Nam một like cũng như chia sẻ video để làm động lực cho Nam nha. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn ở video sau của em. Thân ái kính chào.